Bất động sản Cần Giuộc Long An xin kính chào tất cả quý vị và khán giả và nhà đầu tư. Lời nói đầu tiên cho mình xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị em đã luôn ủng hộ kênh Bất động sản Cần Giuộc Long An của mình. Hôm nay em xin phép review một nền đất thổ cư sổ Hồng Giang mặt tiền đường Phước Lâm Trường Bình. Đây là con đường quốc lộ 50 hướng nào mình đi thẳng về ngã tư chợ Chạm và thị trấn Cần Đước, và hướng ngược lại của mình là về thị trấn Cần Giuộc đi thành phố Hồ Chí Minh. Đây và hướng ngược lại đi thị trấn Cần Giuộc, và mình rẽ tay trái là về thành phố Hồ Chí Minh nghe quý vị. Và con đường trước mặt của mình là con đường Phước Lâm Trường Bình. Xin mời cô chú anh chị em và nhà đầu tư theo chân mình review vào tới miếng đất. Cự ly hơn 1 km nghe quý vị. Đây là con đường Trường Bình Phước Lâm nha. Đây là con đường Trường Bình Phước Lâm. Mình đi thẳng vào miếng đất của mình. Đất của mình là đất mặt tiền con đường này luôn nha quý vị. Ở đây mình chỉ còn một nền duy nhất. Đất thổ cư sổ Hồng Giang xây dựng tự do. Cơ sở hạ tầng đầy đủ. Con đường trước đất của mình, con đường đầu đường vô bên hông có một trường tiểu học Lộc Tiền nha quý vị. Khu vực này đèn đường camera an ninh đầy đủ. Từ quốc lộ 50 mình review và tới miếng đất mặt tiền của mình là 1,5 km nha. Xung quanh là nhà cửa đông nha quý vị. Miếng thổ cư của mình xin giới thiệu cho các cô chú, anh chị và nhà đầu tư. Mình mua đầu tư xây nhà ở hoặc nhà bán cho thuê là hợp lệ ha. Từ quốc lộ 50 mình review vào tới miếng đất 1,5 km nha. Con đường này mình chạy thẳng vô mình tới cầu Hội, mình qua cầu Hội là mình tới miếng đất nha quý vị. Cự ly rất là gần. Đất của mình là đất mặt tiền, mặt tiền nhựa xe tải. Đây trước mặt của mình là cầu Hội ha. Qua cầu Hội này là tới vị trí đất của mình. Vị trí đất của mình nằm bên phía tay trái nha. Quốc lộ 50 vô nằm bên phía tay trái. Ở đây khu vực này là có đèn đường, camera nè, an ninh nha quý vị. Mình đang ở trước mặt mình ha. Đây tới vị trí đất của mình ha, nằm bên phía tay trái nha. Đất của mình là sạch đẹp nha, có cắm cọc rõ ràng cho cô chú anh chị dễ hình dung ra. Miếng đất của mình giới thiệu cho cô chú anh chị và nhà đầu tư. Và nền đây là nền số 3 ha. Đây, vị trí đất của mình là có cắm cọc nha, thẳng ở phía sau. Ở phía sau của mình là có cắm cọc nha. Đây, hai cọc hai bên ha, từ cọc bên này qua cọc bên này.
Đây là mặt tiền trường Bình Phước Lâm. Mình đi thẳng rẽ tay phải là ra ngã ba của Mỹ Lộc nha, trung tâm quận ủy của xã Mỹ Lộc. Đường thông nghe quý vị, mặt tiền trường Bình Phước Lâm. Diện tích ngang 4m4, dài 20.05. Đây từ cọc này qua ganh bên này. Đây, cái ganh mình nằm sát dốc cột điện này luôn. Đây là không phải cột điện nha quý vị, đây là cột đèn ha. Không ảnh hưởng gì tới cái miếng đất của mình hết. Đây, từ ganh này qua cọc bên này, 4m4 chạy dài ra phía sau 20.05. Mặt tiền trường Bình Phước Lâm hiện tại bây giờ mình giới thiệu cho cô chú anh chị xem, chỉ còn một nền này duy nhất thôi nha. Giá đầu tư nha, 920 triệu. Bao giấy tờ, công chứng nha quý vị. Mình xin nhắc lại một lần nữa rồi mình kết thúc video luôn. Đất thổ cư sổ hồng riêng ngang 4m4 dài 20.05, mặt tiền trường Bình Phước Lâm. Đường thông một hướng ra quốc lộ 50 và một hướng ra ngã ba Mỹ Lộc. Giá bán 920 triệu. Bao giấy tờ. Bất động sản Cần Giuộc Long An xin kính chào tất cả quý vị và khán giả trong nước và ngoài nước luôn ủng hộ kênh của mình. Quý vị nào chưa đăng ký kênh nhớ đừng quên đăng ký, cũng như nhận thông báo của video bất động sản Cần Giuộc Long An cũng như là giá cả thị trường của bất động sản Cần Giuộc Long An. Xin hẹn lại gặp lại ở video tiếp theo.